cái là chánh lý cho bà con để nhịn theo cái đường lối thầy đã dạy, để bà con là đi cho khỏi bị cái sự lạc lầm. Còn nếu mà đưa ra cái lý luận đưa lên mạng đó thì nó phải có căn bản văn hóa đâu đó, nó phải rõ ràng. Còn này chúng tôi trao đổi chỉ nói thẳng trong cái yếu điểm là bà con xác định mà thôi, đó là tùy cơ duyên của bà con. Dạ. Dạ con cũng biết giảng thầy được chút đỉnh thì con có hỏi chú câu này, chú trình bày cho con nghe cho con hiểu với bà con ta hiểu giùm, là tại sao mà tu đầu tóc không cần phải cạo miễn cho gọi cái đạo làm người. Con thấy cái câu đó đơn giản nhưng mà thấy nó không có đơn giản miếng nào. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái cháu muốn hỏi đó thì cái cũng khái luận thôi. Khái luận có nghĩa là tại sao Đức Thầy nhắc lên câu đó. Có nghĩa là ông bà chúng ta hồi xưa đó sinh ra ở đời đó, kể như là tóc tai râu là để nó u sù, bị cha sanh mẹ đẻ không có phụ cái lòng của cha mẹ, cho nên cái nguồn gốc của người Việt Nam thì giữ đúng như cái tính chất của người Việt Nam, đó là đối với cha mẹ cái hiếu hạnh bằng cái thực tế. Cha mẹ sinh ra mình đã là lựa cái tên nào cho tốt đặt cho đứa con nó, sau khi nó ra đời trang bạn đó đó nó không mất cái thể diện đối với bạn bè nó là cái tên. Qua quan điểm thứ hai, cái thân này sinh ra mình chưa có được một bộ đồ, mà cái bộ đồ là cái lớp da cha mẹ sinh ra đây, cho nên bây giờ mình quỷ hoại giả tỉ tóc râu mà ra mình đem là cạo gọt mãi hoài như vậy là mình phụ bỏ cái công ơn của cha mẹ đã tạo ra sắc này. Vì vậy cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ bảo rằng tu đầu tóc không cần phải cạo, chứ Đức Thầy không nói xuyên tạc vào ai hết trơn á. Miễn cho rồi cái đạo làm người, mà cái đạo làm người là làm sao nè? Đạo làm người có nghĩa là trong này nó có năm điều. Có nghĩa đạo vua tôi, đạo thầy trò, đạo cha con, đạo bè bạn, đạo chồng vợ. Mà hàng ngày đó có nghĩa là mình cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, quý vị nên nhớ, quý vị là trình trước thất tổ của quyền đó, quý vị quyền xuống rài con xin giữ đạo hằng. Đạo hằng là đạo làm người, hàng ngày phải gìn giữ là đạo hằng, là tôi nói nãy giờ năm cái điều mà chúng ta đã phải gìn giữ đó. Ở trên là đạo vua tôi, hồi xưa đó chào vua gọi là đạo vua tôi, hôm nay Đức Thầy đã dạy cái ân đất nước là chúng ta là có nghĩa là phải làm tròn với một cái công dân trong đất nước, chứ không có như hồi xưa nói rằng cái đạo vua tôi mà trong đất nước. Rồi đạo thầy trò hôm nay là giả tỷ cháu là một học sinh, cháu cặp sách tới trường cháu phải nghe ông thầy, mà nếu cháu không nghe ông thầy gì là cháu một đứa học trò đã hư, chứ không có nên đâu. Mà một đứa học trò nghe cái lời là giáo huấn của ông thầy là một đứa học trò đó đã nên đó. Cho nên vì vậy là đạo là thầy trò, rồi cái đạo cha con, đạo chồng vợ, đạo bè bạn, năm cái đạo làm người, mà chúng ta thất một cái đạo là thất hết trơn, thất hết trơn, làm người chưa xong. Vì vậy mà chúng ta đã trình với cụ quyền ông bà chúng ta hàng ngày rài con xin giữ đạo hạnh, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày xót nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Đây là mình trình trước của quyền ông bà cha mẹ mình đã qua đời, mà mình không làm tròn nhiệm vụ đây mình nói dối với tổ tiên ông bà cha mẹ mình hay sao? Cho nên vì vậy cái đạo làm người là nó nằm ở như thế vậy đó cháu. Cháu hỏi là khái luận cho cháu biết như vậy. Quá hay. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ con cũng thắc mắc nha, mấy cái câu cũng nhiều câu lắm mà con không có được hỏi ai đây. Thẳng đây con hỏi ông cái câu này nè: với bốn ma mới đặng an nhàn. Bốn ma là bốn con ma đó là con ma gì, ông có thể giải thích cho bà con nghe. Với bốn ma này hồi chiều hôm qua làm bữa nay lần này nữa. Dạ bốn con ma là bốn con ma gì vậy cho bà con ta biết cái đặng ma thôi khái luận đi. Thủ sắc tài khí. Thủ là gì? Tủ là cái điều thứ nhất đó,
mà điều thứ nhất là chúng ta uống rượu đấy là sai cái lực đạo mà Đức Thầy dùng 8 điều răn cấm, điều thứ nhất. Quá thần, mà cái điều thứ nhất này quý vị nên cái chất rượu mình uống là mình tốt thì mạnh, mà tại sao thầy cấm? Quý vị nên nhớ là rượu là thuốc điên, và sự thật ra uống là còn mới thì nói chuyện nó còn chỉnh chạc, mà uống quá nhiều vô đó nó xây chuyển cái đầu óc chúng ta, nói chuyện là mất thân bằng, tam sao thất bổn ở trên, thì quý vị thấy cái người này có chỉnh chạc hay không? Dầu cho cái người này có uy tín như thế nào đi nữa, rượu vô nhiều rồi không ai nói chuyện, muốn làm ăn cái chuyện gì người ta không có nói chuyện đâu, để cho hết rượu ta mới nói chuyện. Vì vậy là rượu nó đốt cái, nó là tị quả tam muội. Mà Đức Phật ngày xưa ngài nói thà uống nước đồng sâu cho tan da nát thịt chứ không bao giờ uống rượu. Đó, cái uống rượu là nó mắc cái hạt giống trí tuệ con người. Con người không được sáng suốt thì hỏi là làm sao mà tu để đạt tới cái con đường giải khổ. Con người là tu là tài sản của nhà tu, là cái trí tuệ sáng suốt mới phá được cái u tối. Con người mới có là phá được cái chỗ u tối, nó mới trở về cái ánh sáng, đó là cái tài sản của nhà tu. Mà tu mà không phát huệ, tu là không sáng suốt, là tu mù, tu chỗ đó gọi là mê tín, gọi là vô minh. Cho nên vì vậy là rượu là nó một cái chất độc dược, để là gián tiếp là chúng sinh sống ở trong cái cảnh đời bị đầu óc xáo trộn lên chỗ đó. Vì vậy lực cấm của nhà Phật phải cấm hàng. Cho nên vì vậy thì hôm nay là chúng ta trở lại cái đạo làm người, phải hoàn thành trong cái điều thứ nhất. Mà điều thứ nhất không hoàn thành thì đạo làm người không có sống. Đó, cái điều thứ nhất mà Đức Thầy đã dạy đó là cái đạo làm người gọi là thánh đạo. Đó, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu gọi vậy. Cờ bạc là nguy hại. Người ta nói là cờ bạc là bát mật. Đó, chỉ có ông bà cha mẹ bác là còn ở là lớn hơn ông cha mình nữa rồi, nó nặng hơn ông cha mình nữa rồi. Thì nói chung là cái người mà nếu lâm vào cờ bạc rồi đó, cháu nên nhớ rằng cái tài sản của cha mẹ giấu đúc ở đâu đây nữa, thua rồi cũng phải về tìm để mà đem là tiền vào cái là cái bình của chúng ta gọi là cờ bạc. Thì quý vị thấy rằng lâm vào cờ bạc rồi nó đi vào đưa mình vào cái chỗ phải bất hiếu hay không? Mà thật chất nó có đúng cái nghĩa là làm con ở trong gia đình có hiếu với cha mẹ hay không? Vì vậy mà cờ bạc ta là uống rượu cờ bạc á phiện, mà hôm nay á phiện là cha nội nữa. Á phiện có nghĩa là lắm khi cái bệnh nghiện ngập nó tới rồi đó ha, biểu giết người đi nữa nó cũng giết, nó cuồng trí rồi nó cũng biết cái gì đâu. Thì quý vị thấy những cái chất độc dược ở thế gian đó hại chúng ta bằng cái là trực tiếp và gián tiếp. Mà sự thật chúng ta là nhà tu mà không xa lánh mấy chỗ này cũng khó mà tu, không có tu được, nó sẽ không có tu được. Đã. Vì vậy là cờ bạc ác phiện là chơi bời theo đàn điếm. Đàn điếm là gì? Đàn điếm có nghĩa là chạy theo cái là về là sắc dục ở bên ngoài, là có nghĩa là cái sắc dục đưa con người là trong gia đình có vợ đẹp là con xin đi nữa cũng phải buông bỏ gia đình, con cái không kể, vợ chồng không có nghĩ về cái nghĩa nhân lực, mà có nghĩa sẽ buông bỏ để chạy theo đó, tan nhà bại là cửa cũng do cái sắc dục mà đưa con người tới cái chỗ đau khổ. Thì cái chỗ này quý vị nên nhớ rằng tủ sắc tài khí đó, cái chữ tài, cái đồng tiền nó hại chúng ta đi tới cái chỗ là tai nạn đã dập dồn như thế. Khí là gì? Cái khí hùng. Nói là thí dụ như quý vị đã lâm vào với cái tình trạng uống rượu á phiện hay là những là trong bốn giác đồ, quý vị thấy là nó đưa quý vị tới cái chỗ là biểu giết người cũng giết nữa. Mà giết người rồi cái lúc giết đó thì không có suy nghĩ, mà chút vô tù rồi lúc đó suy nghĩ nó đã muộn rồi đó. Thì quý vị thấy đây là một cái tệ hại là cái đạo làm người không có. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói cái điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp hiện chơi bời theo đàn điếm, và dạ phải giữ cho tròn lương lý tam can ngũ tường đó. Tam can ngũ tường có nghĩa là quân thần ngũ tử phu thê đó. Tao giờ con biết tam can ngũ tường là gì đó. Tam can ngũ tường là gì? Nhân, nghĩa, lễ, chi, tính đó. Con người sống ở trên đời mà người không biết thương người cả như là người mất lòng nhân, người không có một cái tình thương người, người không có lòng nhân chỗ nào
chữ nghĩa, nếu không có lòng nhân rồi đó nói là giúp ai, không có giúp đời thì làm sao có chữ nghĩa được. À, chữ trí là con người mất cái là sự sáng suốt, là uống rượu nó đốt cái hạt giống trí huệ rồi, cái tâm là sáng sáng suốt gọi là có trí được. Đó. Nhân nghĩa lễ trí tính thì con người mất là mấy điều trước, cái chữ tính là tính. Nói đặt thí dụ cái ông đó ông cờ bạc, ông uống rượu, ông á phiện đi, ông tới nhà gia đình nào đi nữa, người ta ti mặt vào tới nhà tôi không đuổi cho tôi dòm ngó ông đó. À, đây là cái người là chân chính hay là người bất chân chính đó, cho nên tự mình bán rẻ cái lương tri của mình bán đi cái nhân phẩm của mình thì mình mất tất cả, làm người thế gian mất tất cả, không còn cái gì chỗ nào hết trơn. Vì vậy là trong bốn giách này chúng ta đã phạm rồi, tủ sắc tài khí thì chúng ta diệt vong tử, chúng ta đã sát hại cái mạng, chúng ta đi vào cái chỗ không có cái cơ hậu nào mà để tốt đâu. Với cái qua quan điểm cuối cùng của nó đó, cái hội Long Hoa sắp tới đó là không có được vào dự hội Long Hoa. Làm sao? Có nghĩa là trường thi hoa hội muốn vào không vô cửa Phật làm sao nhập tràng. Hôm nay nếu chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa ảo, không quy y trở lại hai chữ Phật giáo hòa ảo rồi làm sao tới trường thi Long Hoa đại hội được. Muốn cho tên đặng danh gian ít ra cũng phải ngũ thường tam can. Cái ngũ thường tam can là trong tam can ngũ thường là nhân nghĩa cho lấy cho trí tính đó, tôi kể qua là kết luận. À, là mình làm trai ở thế gian này, làm người ở thế gian này, chúng ta đừng có phạm vào bốn giách. Nếu phạm vào bốn giách là đi vào con người là gốc, là nhận tự chúng ta, nhận chúng ta trở thành là mất đi cái tánh người và mất đi là cái phẩm chất con người ở thế gian, không còn cái gì danh dự ở thế gian. À, đây chúng tôi xin kết luận ở chỗ này là nơi này mà để đã đặt ra cái câu hỏi là bốn giách là như thế. Dạ, quá rõ và dạ, con rất là hài lòng. Dạ con xin hỏi ông thứ mấy vậy, con để con hỏi tôi thứ hai. Dạ, dạ. À, thì quý vị có hỏi gì nữa không? Tôi nhiều câu hỏi lắm mà tôi hỏi tôi dạ con hỏi câu thôi, bây giờ nãy giờ trả lời vấn đề hai câu rất là rõ ràng, không có nhiều. À, bị hôm qua là quay cũng nhiều rồi, phóng viên quay nhiều rồi. Vậy cho xin hỏi câu cuối cùng đi. Hả? Xin hỏi câu cuối cùng đi. Đủ qua ba câu. Rồi, cái câu cuối cùng của con thì nó đặc biệt hơn mấy câu kia, là con hỏi về là tâm với tánh đó, nó có giống nhau và khác nhau chỗ nào không? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái để muốn hỏi cái tâm và cái tánh. Sự thật ra cái tâm, cái tánh đó là chúng ta, chúng sinh nó có khác. Đó, nó có khác là cái tánh và cái tâm nó khác. Nó khác là gì? Cái tâm mình chưa làm chủ lấy mình chưa trụ trì được cái bản thân của mình. Đó. Thứ hai nữa, cái tánh chúng ta, nếu chúng ta chưa lấy tâm làm chủ thì cái tánh chúng ta nó xúi dục vào những cái con đường tội lỗi thôi. Tánh là gì? Tánh ham muốn những cái thị dục ở thế gian. À, ham danh, ham lợi, ham tình, tất cả mọi việc thế gian, cái gì cũng là muốn cho được, lấy theo ý mình, là cái tánh như vậy. Thì hôm nay trở lại mà mình muốn cái tánh trơn nhơn, muốn cái tánh lương thiện đó, thì chúng ta phải, cái tâm chúng ta phải trụ, cái tánh chúng ta phải trụ, bằng cách Đức Thầy đã dạy là tu rèn tâm. Nên nhớ nha, tâm trí hai cái này sao cho minh, cho minh là phải cho sáng suốt, rồi là mới chuyển qua tánh kia thành kiến phỉ tình trùi lao. Cái tánh chúng ta sẽ là nó trở thành một cái khuôn kiến rất là sáng trưng. Cái khuôn kiến dầu bao xa đi nữa, đứng mà cái ảnh chúng ta ở xa đi nữa là nó cũng lộ vô trong cái khuôn kiến. Mà cái khuôn kiến mà chúng ta thấy hình ảnh của chúng ta thì có chỗ nào mà chúng ta không thấy? Đó là nó cái thân. À, mà sự thật ra hôm nay cái người tu qua cái yếu tố này chúng ta phải đạt, còn không đạt thì chúng ta đi vào cái chỗ mê tín, đi vào con đường sai lầm, đi vào cái con đường người ta xúi điệu. À, lấy tâm làm chủ, lấy trí quan sát mọi sự việc, lấy cái tánh làm cho trở lại con đường trơn nhơn để phục hồi trở lại là Phật tánh. Đó, mà nếu bỏ cái là cái tánh chúng ta thì khó trở về với đường đạo, khó trở về với chân nhân của Phật nào.
đó. Chúng tôi xin kết luận chỗ này dưới đệ là một câu rất là trọn vẹn. Cao quá, không hiểu nổi luôn. Cao thiệt. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn ông hai. Ơi, ba câu thôi nha. Dạ, rồi.